Xin mời quý vị và các bạn thưởng thức âm thanh của loa 701. Vâng, loa Boss 701. Đây là một trong những mẫu loa cực kỳ chất lượng của hãng loa Boss. Các bạn vừa thưởng thức một đoạn nhạc. Vâng, đoạn nhạc này là thể hiện bởi cặp loa Boss 701 hai lỗ thông hơi. Vâng, phải nói là cực kỳ uy lực và chất lượng. Tiếng bass mềm, sâu và thật đẳng cấp. Loa Boss 701 hai lỗ thông hơi, quý vị và các bạn có thể dùng nghe đa dạng các loại nhạc và cũng có thể hát karaoke gia đình rất rất hay. Boss 701 hai lỗ thông hơi này các bác có thể ghép cùng với âm ly Jaguar của Hàn Quốc, âm ly Đàn Ông của Nhật và một số mẫu âm ly. Loa 701 không kén âm ly. Để hát hay và nghe nhạc hay thì các bác có thể dùng âm ly Jaguar của Hàn Quốc là thuận lợi nhất. Và hiện nay cặp loa Boss 701 hai lỗ thông hơi đang được bán tại Hùng Nguyễn Đông Anh với giá là 25 triệu đồng. Nếu các bác đang cần tìm một cặp loa nhỏ gọn, vâng, loa đứng kiểu dáng nhỏ gọn và chất âm hay, vừa nghe hát vừa hát, thì 701 là sự lựa chọn rất chính xác. Loa Boss 701 hai lỗ thông hơi đang có nhiều tại Hùng Nguyễn Đông Anh. Địa chỉ số 10-12 ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện với Bưu điện huyện Đông Anh. Điện thoại 0984285477.